Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Hướng dẫn làm tỏi mọc mầm chống 14 loại tế bào ung thư. Mầm tỏi là phần lá non mọc lên từ củ tỏi già để lâu. Tỏi mọc mầm nhiều người nghĩ nó không tốt cho sức khỏe. Hãy tìm hiểu những công dụng của nó ngay sau đây. Một nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Quy hoạch và Đánh giá Công nghệ của Hàn Quốc và được xuất bản trong tạp chí Agriculture and Food Chemistry cho thấy rằng các tính chất chống oxy hóa của tỏi mọc mầm thậm chí còn mạnh hơn tỏi tươi rất nhiều lần. Các nghiên cứu của tiến sĩ McCullough đã tìm ra rằng việc ăn mầm tỏi thường xuyên liệu có thể cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như ổn định huyết áp và cholesterol trong máu, làm giảm nguy cơ bệnh tim, hạn chế cơn đau tim và đột quỵ, giảm nguy cơ viêm xương khớp, ngăn ngừa 14 loại tế bào ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt, não và ung thư phổi, chống lại các vi khuẩn kháng thuốc. Điều này đã được giải thích trong nhiều nghiên cứu khi người ta nhận thấy rằng mầm tỏi chứa các chất bảo vệ trên nó khỏi các tác nhân gây hại thực vật. Chuyên gia Chong Sang Kim nói rằng thực vật rất dễ bị tấn công bởi vi khuẩn, virus và côn trùng trong vườn. Điều này khiến cho nhiều loài thực vật có khả năng tạo ra chất gọi là phytolexin để tự bảo vệ chính nó. Chất này chống lại vi sinh vật và côn trùng nhưng lại có lợi cho sức khỏe con người. Các nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng các chất chiết xuất từ tỏi mọc mầm được 5 ngày có tính chống oxy hóa mạnh nhất, trong khi các hoạt động chống oxy hóa trong tỏi sống hay tỏi mới nhú mầm là thấp hơn nhiều. Do đó, bạn nên dùng tỏi mầm để tận dụng khả năng chống oxy hóa của loài thực vật này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ ăn tỏi củ và chỉ ăn tỏi mọc mầm, vì tỏi củ cũng rất tốt. Nó tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ và ức chế tế bào ung thư. Ngoài ra, tỏi còn chứa một lượng cao chất lưu huỳnh được gọi là eolysin, có hiệu quả tiêu diệt virus, nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng, nhưng không gây các tác dụng phụ độc hại. Cách trồng và ăn mầm tỏi. Sau khi mua tỏi về, bạn chọn vài củ to, già và khỏe mạnh để riêng ra để nuôi mầm tỏi. Lấy một cái khay trải một lớp bông hay vải ẩm bên dưới, xếp tỏi lên trên, rễ hướng xuống, mầm hướng lên, để nơi thoáng mát. Hàng ngày, bạn dùng bình xịt phun sương, phun đều lên khay tỏi cho ẩm. Cách 2. Đổ một lớp nước ngập rễ tỏi vài mm, đặt củ tỏi vào. Tuy nhiên, một số củ có nguy cơ úng nếu bạn làm cách này. Ngày đầu tiên mầm tỏi nhú lên, bạn đánh dấu là ngày 1. 5 ngày sau, bạn cắt mầm tỏi đó để thêm vào các món ăn như một thứ gia vị bình thường, tương tự việc sử dụng hành lá. Khi tỏi nảy mầm nữa, bạn lại đánh dấu là ngày 1, đến ngày 5 lại cắt tiếp. Cứ thế cho đến khi tỏi già cỗi, hết khả năng mọc mầm, chúng ta sẽ làm mẻ khác. Những người không nên ăn tỏi. Vì tỏi có rất nhiều tác dụng trong chữa bệnh, nhưng việc tiêu thụ nó lại được khuyến cáo với một số người. Những người mắc các bệnh sau đây nên hạn chế ăn tỏi để tránh bệnh thêm nặng. Người bị bệnh về mắt. Theo y học, ăn nhiều tỏi trong thời gian dài là tác nhân làm tổn thương mắt. Vì vậy, những người bị bệnh về mắt khi sắc kém, thiếu máu, giảm thị lực, ù tai, hoa mắt, mất trí nhớ, không nên ăn quá nhiều tỏi. Bệnh nhân viêm gan. Một số thành phần của tỏi khi vào dạ dày, ruột gây kích thích mạnh, có thể ức chế tiết dịch vị, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn, khiến các bệnh nhân mắc bệnh gan dễ buồn nôn. Ngoài ra, các thành phần dễ bay hơi của tỏi làm giảm hemoglobin, có thể dẫn đến thiếu máu, không có lợi cho việc điều trị bệnh gan. Người bị bệnh tiêu chảy. Vì khi bị tiêu chảy, vi khuẩn xâm nhập vào đường ruột. Do đó, không nên ăn tỏi sống
vì dễ làm tổn thương niêm mạc đường ruột, xung huyết. Quá trình tiêu hóa và phân giải các chất tắc nghẽn, bạn càng đau bụng và đi tiêu nhiều hơn. Người bị bệnh thận. Ăn các thực phẩm hăng cay như tỏi, ớt cay đối với người có bệnh nặng hoặc người đang uống thuốc có khả năng xuất hiện các tác dụng phụ rất rõ rệt. Không những có thể làm cho bệnh cũ tái phát mà còn làm cho thuốc uống mất hiệu quả hoặc thuốc sản sinh ra phản ứng liên tục, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. Năm tuyệt chiêu thanh lọc cơ thể tại nhà, giúp gan xóa sổ độc tố, cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Độc tố cơ thể là những cặn bã, chất độc, yếu tố gây hại có trong không khí, thức ăn, nước uống, được con người hấp thụ vào cơ thể hàng ngày. Các chất độc khi vào cơ thể sẽ được bộ lọc tự nhiên trong cơ thể là gan, thận, v.v. thải ra ngoài. Uống nước giải độc. Uống nước luôn được coi là một trong những phương pháp tốt giúp giải độc cơ thể, bởi nước sẽ giúp gan thận hoạt động tốt hơn và đẩy độc tố ra khỏi người bằng đường tiểu nhiều hơn. Tuy nhiên, cần uống đủ nước, chứ không nên uống quá nhiều nước. Uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến tình trạng trữ nước, gây khó chịu, mệt mỏi, thậm chí có thể gây ra rối loạn hoạt động của gan, thận, khiến chúng phải làm việc vất vả hơn và việc thải độc khó khăn hơn. Uống trà vào buổi chiều. Uống một tách trà buổi chiều có thể giúp cải thiện tiêu hóa, bổ sung nước cho cơ thể. Trà xanh giúp tăng cường chất chống oxy hóa và tăng cường trao đổi chất và làn da khỏe mạnh. Vận động. Tăng nhịp tim có nghĩa là sự gia tăng lưu lượng máu sẽ giúp cơ thể bạn tự xả sạch độc tố. Trong thời gian làm việc tại công sở, bạn nên đứng lên đi lại và vươn vai, co duỗi cơ toàn thân sau mỗi 1 giờ đồng hồ. Bạn cũng có thể tranh thủ đi cầu thang bộ. Tắm nước ấm. Trước khi đi ngủ, để kết thúc quá trình thanh lọc cơ thể trong ngày, bạn hãy tắm nước ấm nóng được xả từ vòi sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm pha muối khoáng để có giấc ngủ tốt. Một ngày làm sạch cơ thể hoàn hảo sẽ kết thúc bằng bài tập yoga nhẹ nhàng trước khi ngủ. Ăn nhiều rau xanh. Rau xanh được biết đến là loại thực phẩm có công dụng giải độc cơ thể rất tốt. Do vậy, bữa ăn cần đầy đủ khẩu phần rau. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những loại rau sạch. Với những loại rau quả không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì tác dụng sẽ ngược lại, làm tăng thêm chất độc gây hại cho cơ thể con người. Tác dụng tuyệt vời của giá đỗ đối với sức khỏe mà bạn cần biết. Giá đỗ là thực phẩm dễ trồng và dễ mua, được sử dụng nhiều trong bữa ăn gia đình. Hãy cùng tìm hiểu tác dụng của giá đỗ đối với cơ thể người. Từ lâu, giá đỗ đã được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày vì lợi ích dinh dưỡng mà chúng mang đến cho con người. Bản chất của giá đỗ chính là hạt đỗ xanh nảy mầm. Dinh dưỡng trong giá đỗ. Trong 100g giá đỗ chứa khoảng 31 calo, 6,2g carbohydrate, 3,2g protein, chất béo 0,2g, 1,9g chất xơ, 34,3mg vitamin K, 13,7mg vitamin C, 63,4mg folate, 0,2mg mangan, 0,2mg đồng, 0,1mg vitamin B6, 0,9mg sắt, 21,8mg magie, 155mg kali. Sau khi hạt đỗ xanh nảy mầm, hàm lượng đường và chất béo giảm, nhưng protein, acid amin, vitamin E, C, hợp chất chống lão hóa, chất diệp lục lại tăng cao. Trong đó, vitamin B2 tăng 2-4 lần, carotin tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. 7 tác dụng của giá đỗ mang đến cho cơ thể. Thứ nhất, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Giá đỗ là nguồn cung cấp vitamin C rất lớn, đặc biệt
hữu ích trong việc chống lại các dấu hiệu và triệu chứng của căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Thứ hai, thiếu máu. Giá đỗ rất giàu chất sắt, đóng vai trò chính trong quá trình tổng hợp hemoglobin, protein có trong hồng cầu. Chúng cũng đặc biệt giàu vitamin C, giúp tăng cường hấp thu sắt từ ruột, do đó giúp ngăn ngừa hoặc điều trị thiếu máu do thiếu sắt. Thứ ba, tốt cho tim mạch. Tác dụng giá đỗ mang đến là lợi ích cho tim mạch. Vitamin K trong giá đỗ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của canxi trong mạch máu, nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tim mạch hiện nay. Thứ tư, xương chắc khỏe hơn. Mangan trong giá đỗ kết hợp với canxi, vitamin D, magie, kẽm, đồng và boron đã cho thấy cải thiện khung xương ở phụ nữ, do đó làm giảm nguy cơ loãng xương. Thứ năm, giảm táo bón. Do hàm lượng chất xơ cao, giá đỗ có thể giúp cải thiện nhu động ruột và làm giảm các dấu hiệu táo bón. Thứ sáu, giảm triệu chứng liên quan đến mãn kinh. Giá đỗ rất giàu phytoestrogen, có hoạt tính giống như estrogen. Đó là lý do tại sao chúng có thể giúp làm giảm nhiều triệu chứng liên quan đến mãn kinh, là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen. Phytoestrogen được tìm thấy trong giá đỗ cũng có hiệu quả trong việc chống lại bệnh loãng xương liên quan đến mãn kinh. Thứ bảy, chống lão hóa da. Đây là một trong những tác dụng giá đỗ mang đến cho cơ thể khiến nhiều người bất ngờ. Người ta đã chứng minh rằng phytoestrogen có trong giá đỗ có tác dụng với một số thụ thể estrogen có trong da, kích thích sự tổng hợp collagen và elastin là thành phần quan trọng của cấu trúc da. Do đó, việc tiêu thụ thường xuyên giá đỗ xanh có thể giúp ngăn ngừa nhiều thay đổi của da liên quan đến tuổi tác, bao gồm cả độ đàn hồi và mất độ ẩm, nám da. Lưu ý khi ăn giá đỗ: nên ăn giá đỗ nấu chín, hạn chế các loại khuẩn sán xâm nhập vào cơ thể. Không ăn giá đỗ khi đói, nên kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau để tránh những phản ứng có thể xảy ra khi bụng yếu. Những người không nên ăn giá đỗ: người chân tay lạnh. Nếu bạn thấy tay chân thường xuyên lạnh, cơ thể đau nhức, đi ngoài phân lỏng, vân vân, thì việc ăn giá đỗ có thể sẽ khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Người đang đói bụng. Giá đỗ có tính hàn, thế nên nếu bạn ăn khi bụng đói sẽ có hại tới dạ dày. Để phát huy hết tác dụng giá đỗ mang đến cho cơ thể, bạn nên ăn cùng với các thực phẩm khác trong bữa ăn. Người đang uống thuốc. Giá đỗ có khả năng giải độc, thế nên nó làm giảm tác dụng của các loại thuốc. Do đó, nếu bạn đang uống thuốc thì không nên ăn giá đỗ hoặc không nên ăn quá gần với thời gian uống thuốc. Phụ nữ mang thai và cho con bú. Với phụ nữ mang thai và cho con bú, không nên ăn giá đỗ sống. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.